Loạt Dave Bautista thấy nhẹ lòng khi từ biệt vai diễn ngớ ngẩn trong vũ trụ Marvel. Dave Bautista sẽ nói lời chia tay với vai diễn Drax the Destroyer sau khi Guardians of the Galaxy Vol. 3 kết thúc. Theo Dave, anh cảm thấy nhẹ nhõm về điều đó vì Drax là một màn trình diễn ngớ ngẩn. Theo thông tin từ nhà phát hành Marvel Studios, Guardians of the Galaxy Vol. 3 sẽ là lần cuối khán giả được nhìn ngắm dàn vệ binh giải ngân hà đời đầu xuất hiện trên màn ảnh. Nam diễn viên Dave Bautista trong vai Drax the Destroyer là người đầu tiên nói lời chia tay với thương hiệu vũ trụ điện ảnh Marvel sau khi bộ phim kết thúc. Theo trang Collider, nam diễn viên cho hay mình luôn trân trọng những điều nhận được khi đóng vai Drax. Tuy vậy, anh cảm thấy nhẹ nhõm khi vai diễn kết thúc bởi gắn bó một nhân vật trong khoảng thời gian dài là không dễ, đặc biệt là khâu hóa trang phức tạp luôn gây mệt mỏi. Tôi không biết bản thân có muốn Drax trở thành di sản của mình hay không nữa. Đó là một màn trình diễn ngớ ngẩn, Dave Bautista chia sẻ. Nam diễn viên cũng hy vọng anh sẽ được giao những vai hấp dẫn hơn, kịch tính hơn trong tương lai. Drax vốn là một nhân vật có bối cảnh và câu chuyện thú vị trong loạt truyện tranh gốc của Marvel. Vì vậy, nhiều khán giả cho rằng Marvel Studios đã có thể khai thác nhân vật có chiều sâu hơn, thay vì để Drax chỉ đóng vai trò là một cây hài vô tri như hiện tại. Trong quá trình tuyển chọn vào năm 2013, vai diễn Drax the Destroyer của MCU đã thuộc về cựu đô vật chuyên nghiệp trước các tên tuổi nổi tiếng khác như Chadwick Boseman, Jimon Hounsou hay Jason Momoa. Và dẫu có những trắc trở riêng về vai diễn này, nhưng không thể phủ nhận rằng xuyên suốt 10 năm qua, chính Drax lại là bàn đạp vững chắc để Dave Bautista chính thức bước chân vào làng diễn xuất chuyên nghiệp, tiêu biểu là nhiều tác phẩm điện ảnh nổi tiếng như Spectre 2016, Blade Runner 2049, 2017, Dune 2021, Glass Onion 2022. Cả hai phần Guardians of the Galaxy 2014 và Guardians of the Galaxy Vol. 2 2017 đều được người hâm mộ đón nhận nồng nhiệt và mang lại doanh thu khủng cho hãng Marvel Studios, biến vệ binh giải ngân hà trở thành một trong những đội siêu anh hùng được yêu thích nhất mọi thời đại trên màn ảnh. Phần 3 mang tên Guardians of the Galaxy Vol. 3 sẽ lấy bối cảnh hậu sự kiện Thor: Love and Thunder 2022. Và phim ngắn hay Guardians of the Galaxy Holiday Special 2022. Khi này, dàn vệ binh đang cố gắng xây dựng nơi trú ẩn mới cho những người tị nạn tại khu chợ Denohia. Tuy nhiên, nhóm đã gặp phải cuộc tấn công bất ngờ bởi kẻ thù mới vô cùng nguy hiểm. Vệ binh giải ngân hà 3 vẫn sẽ do James Gunn viết kịch bản và đạo diễn. Phim có sự tham gia của dàn diễn viên gồm Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Karen Gillan, Paul Clemente, Vin Diesel, Bradley Cooper, Will Poulter, Maria Bakalova, Singan, Chukwudi Iwuji, Elizabeth Debicki và Sylvester Stallone. Guardians of the Galaxy Vol. 3 dự kiến chiếu ngày 5 tháng 5 năm 2023.